Alo, xin chào toàn thể anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình chiến đấu trên cái bàn rồng xanh anh em ạ. Hiện tại đang có quả hũ hơn 38 tỏi, quá ghê gớm này. Cầu thì đang đi với dạng cầu ngắn. Rồi, hôm nay sẽ vừa chơi vừa săn quả hũ này luôn nhá. Để xem liệu có may mắn không. Cầu này bắt cầu nghịch là hợp lý này. Làm mùi củ luôn anh em. Riêng quả cầu này làm tí xỉu 10 củ luôn nhá. Để xem tay đầu tiên liệu có chuẩn bài được không đã. Rồi, húp tay đầu rồi, ngon. Cầu ngắn anh em ạ, cầu ngắn nên là vào cầu nghịch là hợp lý nhất ở trong cái đoạn này. Được đấy, mà kiếm khoảng 20 là nghỉ thôi. Rồi, tiếp tục tài, tay này 4 củ thôi. Tiếp tục tài anh em ạ. Cầu này tạm thời mình sẽ bắt cầu 1-1. Bởi vì cầu này trước đó thì nó cũng không có cầu 1-1 dài. Nên là bây giờ bám cầu 1-1 là hợp lý hơn. Cái khoảng thời gian trước thì đa số nó đi thuận cũng nhiều. Mà cầu này cũng không được đẹp anh em nhỉ. Cầu này thì vẫn chưa thể là cầu đẹp được, bởi vì nó đang đi khá là lung tung, đứng 1-1 có vài tay, sau đó lại đứng vài tay, sau đó lại đi 1-1, kiểu này khó bắt lắm anh em ạ. Nhiều khi bắt 1-1 nó lại đứng, mà bắt đứng nó lại 1-1 kiểu vậy. Đây là thuộc dạng cầu là cầu khoai đấy, không phải dễ đâu. Rồi, tài luôn, được. May tay này còn húp đấy. Chuẩn không phải chỉnh luôn. Ok, tiếp tục làm tay xỉu 3 củ. Mục tiêu kiếm khoảng lấy 20 là chim cút thôi anh em ạ. Còn cái hũ này thì may mắn thì được, không thì thôi, cũng không nên tham. Hũ của làng anh em ạ, không phải hũ của mình. Hũ này là hũ của làng. Rồi, xem tình hình thế nào. Được, có ok lô được hay không nhá. Đủ me. Căng nhờ lại đứng cầu. Cầu này không đi 1-1 dài, cũng không phải dạng cầu đẹp đâu anh em, dạng cầu khoai đấy. Đã thế bắt đứng luôn này, đứng luôn này anh em, có thể là nó sẽ mệt, có thể là sẽ đứng ba tay như cái đoạn xỉu này này, nên là tay này sẽ bắt thuận luôn được, hoặc là nó sẽ đi cầu thuận, bởi vì cái tỷ lệ tài nó đang ít hơn, đâu đó 10 tay. Thường thường là nó sẽ đi ít, sau đó là lúc sau nó cân bằng lại. Rồi thì xem tay này liệu có ổn áp được không đây. Không ổn phát là phải đảo sang bắt cầu nghịch tiếp. Rồi, ổn rồi. Cảm thấy ổn rồi đấy, được đấy. Gần kiếm được 20 rồi, thiếu 200k nữa thôi. Chiến tiếp, cầu này vẫn chiến được. 3 củ này. Vẫn bắt cầu thuận được. Rồi, ok. Xem tình hình thế nào nhá. Đối với game tài xỉu online anh em ạ, thì cách chơi của mình nó rất đơn giản, cầu ngắn bắt nghịch và cầu bệt bắt thuận. Đó, chủ yếu là game phải xanh chín là thứ nhất, thứ hai là anh em phải có nắm được cách quản lý vốn. Thứ ba là phải có một cái gọi là tâm lý cảm xúc khi chơi nó thoải mái. Không nên chơi trong cái khoảng thời gian cay cú hoặc là say xỉn anh em ạ, rất dễ thua. Tỷ lệ thua 99% luôn. Rồi xem tay này thế nào.
Đứng nữa không này? Đủ, vẫn đứng này. Ngon, bắt thuận luôn anh em ạ. Đoán chỗ chuẩn chưa? Đó, ngon lành cành đào luôn. Rất chi là đơn giản. Ok nhá. Cầu này bây giờ tiếp tục bắt cầu thuận đi. Ta này vào 2 mét thôi. Rồi vào 2 mét thôi anh em ạ, không tham nữa. Để xem tình hình thế nào. Đủ vẫn ăn, may thế lại còn ba. Rất chi là may. Ok. Cầu này tiếp tục bám thuận này. Tay này để xem nào. Vào hai củ đó nhá. Thắng thua là cũng chốt anh em ạ, không chơi nữa. Rồi để xem thế nào. Xem liệu ổn được tay này không đây. Ôi hỏng rồi. Mẹ nó nặn thấy kiểu này là hỏng. Rồi cuối cùng thì vẫn phải chốt 22 củ anh em ạ, không tham nữa. Ok nhá, nghỉ thôi. Định làm thêm một tay vài tay nữa mà không thành công. Ok lô, anh em thấy video hay ủng hộ mình bằng một like, một follow nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em theo dõi video của mình. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhá.